Định nghĩa hạ canxi ở trẻ sơ sinh là gì? Thì ở đây chúng ta có cái tiêu chuẩn để chẩn đoán hạ canxi ha. Vậy thì để xác định được hạ canxi ở trẻ sơ sinh thì ngoài những cái triệu chứng về lâm sàng thì đây là cái tiêu chuẩn ha. Đối với trẻ đủ tháng ha, hoặc là non tháng mà trên 1.500 gram thì được xem là hạ canxi khi canxi toàn phần dưới 8 mg trên decilit, hoặc là canxi ion hóa dưới 4,4 mg trên decilit. Còn đối với trẻ non tháng mà cân nặng dưới 1.500 gram thì cái chuẩn nó thấp hơn tí xíu, được xem là hạ canxi khi canxi toàn phần là dưới 7 mg trên decilit và canxi ion hóa là dưới 4 nè. Thì đây là cái tiêu chuẩn để chẩn đoán hạ canxi. Cho nên là khi lâm sàng đó thì thường thì các phòng thí nghiệm, các phòng xét nghiệm của mình đó, thì họ khi mà họ trả lại kết quả canxi máu á, thì thường là họ dựa vào cái chuẩn chung của bệnh viện ha. Thì đối với những cái bệnh viện mà có cả chuyên khoa nhi và chuyên khoa người lớn thì thường là cái chuẩn này là lại thuộc về người lớn nhiều hơn, cho nên đôi khi chúng ta dựa vào cái chuẩn trong kết quả xét nghiệm của cái kết quả xét nghiệm thì nó không chính xác ha. Chúng ta phải nhớ lại cái chỉ số này đối với trẻ em nó khác biệt so với người lớn hoặc trẻ lớn. Nguyên nhân của hạ canxi thì về phân bố canxi trong cơ thể thì chúng ta thấy là 99% canxi nó sẽ được giữ ở đâu ạ? Ở xương, ở răng, ở cơ ha, và chỉ có 1% là nó tồn tại trong cái hệ thống tuần hoàn mình thôi. Và chúng ta thấy là gì ạ? Đa phần thì nó sẽ trong cơ thể đó thì nó sẽ tồn tại ở cái dạng là canxi ion hóa 50%, rồi canxi kết hợp với rồi là 41%, và canxi kết hợp với các ion khác thì chỉ là 9% phần còn lại. Đây là cái sinh lý về quá trình hấp thu canxi trong cơ thể. Thì cái này nó sẽ liên quan rất nhiều đến cái vai trò của vitamin D nữa. Thì chúng ta sẽ được nói ở cái bài về còi xương do thiếu vitamin D. Chúng ta chỉ nhắc lại một vài vấn đề cần phải lưu ý thôi. Thì cái lượng canxi mình ăn hàng ngày á, thì trung bình là khoảng nhu cầu là khoảng 1.000 mg một ngày. Và tuy nhiên nó chỉ hấp thu được có 35% thôi, tức là 350 gram thôi. Còn lại là 650 65% nó sẽ được đào thải ra ngoài qua phân nha. Rồi ngoài ra thì trong cơ thể mình cũng sẽ các dịch ngoại bào nó cũng sẽ tiết ra khoảng 250 mg canxi một ngày vào ruột để đào thải ra ngoài ra phân nữa. Như vậy thì tóm lại là trong một ngày thì cái lượng canxi mà được đào thải ra ngoài qua phân là khoảng 900 mg rồi nha. Rồi ngoài ra thì cái lượng canxi này nó sẽ được lắng đọng ở xương ha, để tái khoáng tạo xương, rồi nó cũng theo máu đến thận để làm nhiệm vụ lọc. Tuy nhiên đa phần thì nó sẽ được tái hấp thu hoàn toàn và nó chỉ có ra ngoài theo nước tiểu khoảng là 100 mg một ngày nha. Đó là cái quá trình hấp thu canxi ở trong cơ thể, chúng ta chỉ giới thiệu sơ lược như thế thôi. Liên quan đến canxi thì một trong những cái vitamin mà chúng ta phải nhắc đến đó là vai trò của vitamin D nha. Vitamin D thì chúng ta biết rồi ha, vitamin D thì có hai cái nguồn cung cấp vitamin D trong cơ thể. Một đó là từ tác động của ánh sáng mặt trời ha, tia cực tím sẽ chuyển vị tiền vitamin ở dưới da ha thành là vitamin D3 nha. Và vitamin D tiếp tục được một cái protein vận chuyển đến gan để nó biến đổi thành vitamin gọi là 2,5 hydroxy vitamin D3. Sau đó thì nó sẽ tiếp tục được vận chuyển đến thận và nó chuyển hóa để trở thành là 1,2,5 dehydroxy vitamin D3, tức đây là cái thể hoạt động nha. Đó. Và vai trò của vitamin D thể hoạt động này là nó cực kỳ cần thiết cho cơ thể để chi ạ? Để nó tăng cường hấp thu canxi và phosphor là nguyên liệu chính để tạo xương ha. Đó.
Cho nên là nếu như mình ăn thức ăn có đầy đủ canxi, à, mình uống sữa có nhiều canxi nhưng mà thiếu vitamin D3 thì cũng và nguy cơ bị thiếu canxi, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là một cái nguồn cung cấp vitamin D nữa đó là từ thức ăn ha. 20% cái nguồn cung cấp vitamin D cho cơ thể là từ thức ăn, sẽ cung cấp với cái dạng là D2 hoặc là D3 nha. Về vấn đề điều hòa canxi trong cơ thể thì chúng ta thấy là nó có liên quan đến vai trò của một số các hormone như là canxitriol hoặc là hormone tuyến cận giáp BTH và canxitonin. Thì đầu tiên là canxitriol là cái hormone được tạo thành từ vitamin D làm tăng hấp thu canxi ở ruột non, tăng hấp thu canxi ở ruột non. Đó. Cái hormone thứ hai là hormone BTH là hormone của tuyến cận giáp. Nó sẽ có nhiệm vụ là huy động canxi từ xương và tăng hấp thu canxi từ ruột non và giảm thải calcium và tăng thải phosphat qua đường đường niệu. Và một cái hormone nữa đó là canxitonin ha, thì nó được tiết bởi tuyến giáp và cái vai trò của canxitonin thì nó lại làm giảm nồng độ của canxi trong máu, tức là nó đối trọng với cái vai trò của BTH, đó là cái cơ chế điều hòa canxi trong cơ thể. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến cái chuyện là đứa bé nó bị hạ canxi? Thì đây là một số các nguyên nhân mà chúng ta có thể kể đến. Thứ nhất là chế độ ăn của mẹ, ăn kiêng ha. Tuy nhiên ăn kiêng thiếu canxi thì chúng ta sẽ lưu ý nó chỉ là một phần trong cái nhóm nguyên nhân thôi ha. Những nhóm nguyên nhân khác như là ngủ buồn tối, bú sữa mẹ thì cái nồng độ vitamin D trong sữa mẹ rất là thấp. Ngủ buồn tối thì sẽ không có vitamin D, sẽ dẫn đến cái chuyện là không hấp thu được canxi ha. Rồi sau khi cắt rốn thì máu mẹ qua con cũng đã kết thúc thì sẽ không có cái chuyện là truyền canxi từ mẹ qua con. Hoặc là nhóm nguyên nhân nữa người ta có thể kể đến là do cái hoạt động của hormone BTH chưa nó hoàn chỉnh ha, dẫn đến cái chuyện là thiếu canxi. Và đây là một số các yếu tố nguy cơ của trẻ sơ sinh bị thiếu canxi như là đẻ non, sanh đôi, sinh dưỡng bào thai, bị thiếu oxy máu, sanh ngạt ha, rồi nhiễm trùng huyết, các bệnh lý kém hấp thu canxi như là suy tuyến cận giáp, tiêu chảy kéo dài, vân vân. Về triệu chứng lâm sàng của hạ canxi thì nặng là cơn tê tan đi ha. Chúng ta thấy đứa bé nó sẽ đã có những cái biểu hiện của cơn tê tan đi, gồng ưỡn người ha, thậm chí nặng nữa là có thể là co giật nha. Nhưng mà đây là cái triệu chứng lâm sàng mà chúng ta cũng rất là ít gặp. Bây giờ thì mình hiếm gặp một cái trường hợp trẻ sơ sinh mà có cơn tê tan đi lắm. Cái biểu hiện mình thường gặp nhất đối với trẻ sơ sinh bị hạ canxi đó là biểu hiện của spasmophilia ha. Thì hàng loạt những cái biểu hiện của spasmophilia mà chắc là chúng ta cũng đã nghe nói rất nhiều rồi, đúng không ạ? Trẻ dễ bị giật mình khi ngủ ha, rồi khóc co thắt kéo dài, làm cho trẻ khan tiếng, ngộp thở, tím tái, người ta gọi là cơn khóc dạ dày đó, thì này mình nghe rất là quen đúng không ạ? Rồi khi thở thì nghe tiếng rít của mềm sụn thanh quản ha, rồi dễ bị ọc sữa, nấc cục do co thắt cơ hoành, tiêu tiểu xón, vân vân. Đó là những cái hàng loạt những cái biểu hiện của thiếu canxi ha, nhẹ, biểu hiện basmophily. Về chẩn đoán thì cận lâm sàng thì canxi máu giảm, chúng ta nhớ cái ngưỡng hồi nãy ha. Về lâm sàng thì hàng loạt những cái triệu chứng từ mức độ nhẹ đến nặng, nhưng mà thường là mình gặp là cái mức độ nhẹ thôi, biểu hiện của spasmophilia ha. Thì để chẩn đoán cái này thì chúng ta có làm một cái nghiệm pháp ha, người ta gọi là nghiệm pháp gây cơn khóc co thắt ha. Chúng ta sẽ đặt đứa trẻ nằm nghiêng, chúng ta dùng cái ngón tay búng nhẹ vào lòng bàn chân của trẻ. Thì nếu như nó biểu hiện của hạ canxi mà nhẹ thì nó sẽ giật mình khóc lớn lên, kèm theo là co thắt thanh quản, cái khàn tiếng, thậm chí là tím tái nha. Đó. Thì đó là cái nghiệm nghiệm pháp gây cơn co thắt. Còn những cái nghiệm pháp khác thì thường là dành cho người lớn ha, Worst test hoặc là Trussell thì chúng ta dành cho người lớn.
về diễn tiến của còi xương của bệnh thiếu canxi thì chúng ta sẽ gặp ở trong cái bài là còi xương do thiếu vitamin D. Thật ra thì hai cái bài này nó cũng có liên quan rất nhiều ha. Thì thường cái biểu hiện mà hạ canxi thì nó có nguy cơ dẫn đến còi xương sớm, gọi là còi xương ngay sau sanh hoặc bào thai ha. Có những cái biểu hiện của biến dạng xương như là hộp sọ nó bị bẹp theo tư thế, rồi bú trán, bú đỉnh, xương hàm nhô, biến dạng lồng ngực, gù lưng. Thì những cái vấn đề này chúng ta sẽ được nhắc lại trong cái bài còi xương do thiếu vitamin D ha. Và tất nhiên là những cái biến dạng này nó sẽ tồn tại vĩnh viễn nếu chúng ta không có xử trí sớm cái giai đoạn đầu, thì nó sẽ tồn tại vĩnh viễn ha, không hồi phục và gây nên những cái biến dạng xương vĩnh viễn. Về tiên lượng thì nhẹ, điều trị khỏi, ít tốn kém, tức là chỉ biểu hiện ban đầu ha. Thì rõ ràng là những cái đứa trẻ sơ sinh mà nó có những cái biểu hiện của spasmophilia thì nên được đi khám và được chỉ định điều trị phù hợp, bổ sung canxi, bổ sung vitamin D kịp thời, thì nó sẽ không có khi nào mà dẫn đến cái tình trạng tê tái hết ha. Nặng thì có thể tử vong, di chứng ảnh hưởng đến xã hội, đặc biệt là lên cơn tê tái ha, cơn co giật, co gồng, có khi lại liệt các cơ hô hấp thì rất là nặng nề. Về điều trị còi thiếu hạ canxi thì chúng ta sẽ có hai cái biện pháp, một là điều trị dùng thuốc và thứ hai là điều chỉnh về về lối sống nha. Lối sống ở đây là cách chúng ta sẽ lưu ý về những một số cái biện pháp để phòng ngừa hạ canxi. Thì đối với điều trị cơn tê tái, tức là cơn co giật ha, thì nó sẽ có những cái vấn đề nặng nề, thì này chúng ta tham khảo thêm thôi, bởi vì trên lâm sàng mình ít khi nào phải gặp cái trường hợp như thế này lắm nha. Lúc này thì chúng ta sẽ truyền canxi gluconate nha. Và trong khi lên cơn 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 co giật tê tái thì chúng ta cũng phải lưu ý đến cái vấn đề là chúng ta sẽ chuyển sang cái điều trị cái tình trạng spasmophilia để duy trì ha. Chủ yếu chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề về điều trị hạ canxi mà trong trường hợp nhẹ spasmophilia ha, thì chúng ta sẽ bổ sung canxi, chúng ta sẽ có những cái chế phẩm chúng ta có thể bổ sung cho đứa bé nha, với cái liều lượng là 100 đến 200 mg ký một ngày. Tuy nhiên song song với cái việc bổ sung canxi thì một trong những cái vấn đề mà chúng ta phải nghĩ đến đó là chúng ta phải bổ sung vitamin D hàng ngày nha. Vậy thì cái nhu cầu vitamin D hàng ngày của trẻ sơ sinh là khoảng 400 đơn vị một ngày nha, 400 đơn vị một ngày. Trên thị trường thì chúng ta có rất là nhiều những cái chế phẩm của vitamin D dạng giọt hoặc là dạng xịt cũng có được nha, và chúng ta sẽ bổ sung vitamin D. Đôi khi trong một số trường hợp mà đứa bé nó có biểu hiện của hạ canxi mà chúng ta can thiệp thì nó không có đỡ cái triệu chứng, thì một trong những cái chuyện người ta có thể phối hợp đó là người ta sẽ bổ sung thêm magie nha, bởi vì thường sẽ có phối hợp với trường hợp là hạ hạ magie máu luôn đó. Đó. Về vấn đề phòng bệnh hạ canxi thì chúng ta lưu ý những cái vấn đề sau đây. Thứ nhất là giáo dục cho bà mẹ trong thời gian mang thai thì ăn uống đầy đủ những cái chất có canxi. Sau khi sanh thì vẫn ăn uống đầy đủ, không kiêng cữ ha, đặc biệt là những cái chất có nhiều canxi. Và một cái vấn đề mà chúng ta muốn nhắc đến ở cái bài này đó là vấn đề về tắm nắng ha, tắm nắng. Thì chúng ta đọc một số những cái sách vở tài liệu trước đây đó, thì để phòng ngừa cái nguy cơ hạ canxi hoặc là thiếu vitamin D ở trẻ sơ sinh thì người ta khuyến cáo là cho đứa trẻ tắm nắng nha. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái vấn đề khuyến cáo tắm nắng này không còn nữa ha. Tại sao không còn nữa thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm ha. Đây là cái lý do để giải thích tại sao mà hiện tại bây giờ người ta không có khuyến cáo cái việc là tắm nắng
để phòng ngừa thiếu vitamin D hoặc là thiếu canxi. Chúng ta biết là 80% nhu cầu vitamin D của cơ thể là từ ánh nắng mặt trời ha. Nhưng mà trong ánh nắng mặt trời thì có tới 3 cái loại tia UV ha, đó là UVA, UVB và UVC. Nhưng mà chỉ có UVB ha, là cái tia duy nhất có tác dụng kích thích tiền vitamin D dưới da thành cái dạng vitamin D hoạt động mà thôi nha. Tuy nhiên cái UVB này lại có bước sóng rất là ngắn và nó chỉ đến được mặt đất trong khoảng thời gian là sau 9 giờ sáng đến trước 4 giờ chiều. Vậy thì chúng ta khuyên đứa trẻ sơ sinh tắm nắng thì thường là mình kêu là tắm nắng sớm. Nắng sớm thì thường 7 đến 8 giờ. Vậy thì rõ ràng là thời điểm đó không có hứng được tia UVB, đúng không ạ? Đó, cho nên là vậy thì cái việc tắm nắng sớm trước 9 giờ thì sẽ không có hứng được UVB. Vậy thì cái tác dụng chuyển vitamin D ở dưới da thành dạng hoạt động sẽ không có nha. Mà người ta thấy rằng UVB thì nó mạnh nhất là giữa trưa ha. Chính vì vậy mà cái việc phơi nắng sớm hay là chiều muộn thì không có tác dụng tổng hợp vitamin D nha tụi em ha. Rồi, một cái vấn đề nữa là trong ánh nắng đó thì UVA rất nhiều và rất khỏe, bước sóng rất là dài, chiếm tới 95% tổng số các bức xạ của tia UV. Nghĩa là cứ có nắng là sẽ có sự hiện diện của cái UVA này. Mà UVA này là thủ phạm gây nên cái chuyện gì đây ạ? Sạm da, nám da và ung thư da nha. Cho nên là hễ có nắng là có UVA ha. Chính như vậy cho nên là cái việc phơi nắng để hứng được UVB thì không dễ, đặc biệt là đối với thời tiết nắng nóng như bây giờ, nhiều khói bụi, ô nhiễm môi trường như hiện nay đó ha. Đó, cho nên là cái việc khuyến cáo phơi nắng người ta thấy là nó không có phù hợp cho trẻ sơ sinh nữa đó. Một cái nguyên nhân nữa người ta thấy là cái việc phơi nắng ở trẻ sinh không phù hợp đó là gì ạ? Là da trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh thì nó mỏng bằng 1/5 da người lớn ha, và rất ít có khả năng chống lại bức xạ của tia cực tím, cho nên là không khuyến cáo phơi nắng nữa ha, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng. Không khuyến cáo phơi nắng, nhưng mà cái vấn đề mà chúng ta cho đứa trẻ nó chơi ở bóng râm hay là ra ngoài trời ha, thì là một cái vấn đề khuyến cáo cần thiết. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng cái chuyện này là không nhằm mục đích là để hứng UVB nha. Bởi vì UVB nó cũng sẽ bị cản trở bởi bóng râm ha. Đó, cho nên là cho đứa trẻ ra ngoài thì vẫn cho khi thời không nắng ha, nhưng mà mục đích là không để hứng UVB ha. Đó, chúng ta lưu ý những cái chuyện này. Chúng ta lại nói về cái tầm quan trọng của vitamin D thì rất nhiều những cái công trình nghiên cứu, tất nhiên là bây giờ thì cũng có nhiều cái giả thuyết khác về cái vai trò của vitamin D, nhưng mà chúng ta thấy là đây là một số những cái chức năng hay là cái tầm quan trọng của vitamin D mà mình cần phải lưu ý. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều cơ quan trong cơ thể ha, xương, ruột, hệ thần kinh, tim, phổi, vân vân, quyết định khả năng hấp thu canxi, làm xương răng chắc khỏe ha. Cho nên là thiếu vitamin D thì nó liên quan đến bệnh lý còi xương, chúng ta sẽ học cái bài này nha. Ngoài ra, một trong những cái vai trò của vitamin D được nhắc đến gần đây đó là nó có liên quan đến hệ thống miễn dịch nha. Trong cái đợt COVID-19 vừa rồi, chúng ta thấy là một trong những cái thuốc mà người ta có nghĩ đến đó là vitamin D để giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Tất nhiên là vai trò này thì cũng cần phải có nhiều cái nghiên cứu nữa để chúng ta càng khẳng định thêm cái vai trò của vitamin D nha. Nhưng mà thấy là nó có vai trò quan trọng đối với hệ thống miễn dịch đó. Cho nên là vitamin D thì nó không có nhiều trong thức ăn, 20% thôi, có rất ít trong sữa mẹ ha. Và nhu cầu thì cao hàng ngày khoảng 400 đơn vị đối với trẻ em,
trẻ sơ sinh và đối với người lớn là gấp đôi 800 đơn vị, mà lại không phơi nắng được ha, ăn uống thì không đủ, cho nên là phải bổ sung bằng thuốc ha. Cho nên là bây giờ khuyến cáo thì mỗi ngày trẻ sơ sinh sẽ uống một giọt vitamin D 400 đơn vị ha, để chúng ta đáp ứng cái nhu cầu hàng ngày cho đứa bé. Còn phòng bệnh cấp 2 thì là điều trị khi có triệu chứng nha. Thứ ba là điều trị còi xương, là những cái biến chứng rồi. Thì đó là những cái thông tin cơ bản về cái bài hạ canxi máu. Thì thật ra về bản chất thì cái bài này nó sẽ liên quan đến cái bài còi xương do thiếu vitamin D, cho nên chúng ta chỉ điểm vào những cái điểm quan trọng mà thôi nha. Và cái then chốt của cái bài này thì chúng ta thấy là bổ sung vitamin D hàng ngày cho trẻ sơ sinh là vấn đề hết sức là cần thiết, chúng ta đặt ra ha. Và mục tiêu của mình là mỗi ngày phải cho trẻ sơ sinh uống là 400 đơn vị vitamin D. Thông tin về cái bài hạ canxi thôi, chúng ta chỉ điểm qua một số cái điểm chính như thế thôi. Không biết là chúng ta có vấn đề gì cần phải trao đổi thêm cái bài này không? Cái triệu chứng hạ canxi hay là thiếu vitamin D ở trẻ sơ sinh thì nó gần như là giống nhau, đúng không ạ? Chúng ta sẽ gặp trên lâm sàng rất là nhiều. Và hồi sáng mình có nói đến cái hội chứng rung lắc ở trẻ sơ sinh đó, thì một trong những cái liên quan đó là cái vấn đề về biểu hiện của hạ canxi, của thiếu vitamin D, nó làm ra hàng loạt những cái biểu hiện của spasmophily mà sẽ làm cho ông bố bà mẹ rất là mệt mỏi trong cái vấn đề mà đứa bé nó sẽ khóc, cơn khóc co thắt, cơn khóc dạ dề đó ha. Thì chúng ta sau này đi lâm sàng sẽ thấy là nửa đêm nửa khuya thì rất nhiều trường hợp là ông bố bà mẹ ẵm đứa bé sơ sinh vào viện vì lý do là nó khóc quạt không nín ha. Thì đó thường là những cái biểu hiện của tình trạng là thiếu canxi hoặc là thiếu vitamin D. Và hiện tại bây giờ thì trên lâm sàng chúng ta ít khi nào phải gặp một trường hợp đứa bé bị hạ canxi đến mức độ nặng mà phải có tetany đó thì không có. Chủ yếu là biểu hiện ban đầu của basmophily là chính thôi.